cùng với các bạn làm tái chế những cái sản phẩm, những đồ cũ từ chai nhựa, từ ống nhựa. Đây là hoàn toàn những cái sản phẩm mà đã sử dụng rồi, bỏ người ta bỏ đi rồi, thì bây giờ tôi tận dụng lại để giảm thiểu cái rác thải nguy hại mà nó gây hại cho môi trường của chúng ta, cũng như là biến những cái rác thải nguy hại này thành những sản phẩm có ích. Và cái việc mà tôi sử dụng đây là tôi đã làm một cái trường để giúp các bạn, cũng như là giúp những gia đình mà con chuột không may mắn nó tấn công vào trong gia đình của mình, thì mình sẽ tìm cách để bắt chúng đi và chuyển chúng về cái môi trường sống tự nhiên của chúng. Sau đây mời các bạn theo dõi quá trình tôi thực hiện cái những cái sản phẩm tái chế này nhé. Đầu tiên là tôi cắt lỗ cho cái chai. Đây là những cái đồ mà đã cũ rồi, bỏ đi rồi các bạn. Thank you.
thì dùng cái lỗ để tôi bắt dây các bạn nhé. Đây tôi sẽ chuẩn bị một cái lon làm mối chặt này. Góc này giúp để cho cái dây này nó khỏi tuột qua cái lỗ của cái này. Thank you.
Tôi đổ nước vào quả lý trọng này. Chế tạo của tôi đến đây là hoàn thiện rồi. Mời các bạn xem những video của tôi thực hiện vào buổi tối nhé. Chúc các bạn ở nhà có những cái sáng chế để các bạn có những con chuột. Nó hoàn toàn đơn giản. Sau khi xuống đời, mình chui vào lỗ xuống như thế này. Rồi tạo được các bạn nhé.